Tôi rút tôi xuống từ 1m81 còn 1m18. Đúng không? Mình không biết được. Đó. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó chính là gì? Đó chính là em có một cái body rất trưởng. Cái đôi chân rất dài và cố gắng được tận dụng để lấy tim, hiểu chưa? Đó. Alo? Em hả? Được rồi, được rồi. Sao? Tới showroom ô tô mua xe. Nên...